Thưa bác, đây là con cơn vàng đầu chút nhỏ còn rất mới, nguyên zin toàn bộ, độ mới rất cao từ 95, 96, 97% nhá. Rất mới, độ mới rất cao luôn, nguyên zin. Xuất sắc. Rất mới, rất đẹp. Trong tình trạng new. À, cầu giữa là 1 trên 10, 12k ghép này. Rồi, em quay nó sầm chiều nhé. Đó. Bộc vàng sáng ánh gương. Đấy, rất rõ ràng này. Ao đấy. Tiếp theo dàn sẽ quay sang càng phải và càng trái nhất. Càng phải Amed cái nó tuy cổ 1 trên 10 12 5 phần 2 chuôi ve nguyên zin. Độ mới rất cao. Càng trái nhé, đảo chiều nhau nhé, rất mới rất đẹp nhé, xuất sắc luôn đấy. Cơn là vào đầu chữ nhỏ, thập phẩm 950, 960, hàng Mỹ xưa, hàng chuẩn đau nhất. Hàng chuẩn đau nhất thì bao giờ nó sẽ bền màu và đẹp hơn. Xóa chuẩn ông 2 sản xuất tại một số nước châu Á thì bác hết sức lưu ý mua kính cổ đồ cổ thì nên chọn những cái shop như kính cổ kính xưa có thương hiệu hơn 20 năm, từ địa chỉ đến số điện thoại, duy nhất một địa chỉ một số điện thoại lâu năm, thương hiệu uy tín thì cực kỳ yên tâm và đảm bảo pháp nhân pháp lý. Và rất mưa rất đẹp, quay lúc sẩm chiều. Một lần nữa thì rất là cảm ơn các bác dành thời gian xem video. Xin chào, gặp lại phiên sau.